Thưa quý vị và các bạn, tận dụng các loại cỏ cây lá trong tự nhiên, cả trái cây để chăn nuôi dê. Mô hình nuôi dê đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho nhiều hộ dân có thêm được nguồn thu nhập khá ổn định bên cạnh nguồn thu nhập chính từ làm vườn. Phóng sự được thực hiện tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Trong vòng 3 năm từ 7 con dê bố mẹ, đến nay hộ ông Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp Nhân Thọ 1A, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, nhân giống phát triển lên 32 con, trong đó chủ yếu là dê sinh sản. Đến nay gia đình ông đã xuất bán được hàng chục con dê thịt và dê giống, thu về hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra ông còn tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và phân dê để ủ làm phân hữu cơ bón cho sầu riêng vườn nhà. Tương lai thì tôi sẽ làm chuồng nữa, dày giống từ 40 tới 50 con dê nái. Trong cái lợi nhuận của tôi thì cái tiền mà bán dê lực mà để mà bảo vệ cái đàn dê gái ấy, thì cái đó là nó không có vốn gì chứ á, bởi vì tôi cắt cỏ nhà tôi ăn không à. Cái dê thì nó lợi nhuận cao lắm. Tôi cũng có vận động bà con cho bà con lại nuôi, cũng có gầy giống ra đưa cho anh em ở dưới tỉnh bạn như Hậu Giang. Còn đối với hộ ông Trần Văn Đông ở ấp Nhân Thọ 1, xã Nhân Ái, được hội nông dân hỗ trợ 14 triệu đồng. Ông mua 5 con dê sinh sản để nuôi, đến nay đàn dê phát triển lên 34 con. Hiện ông Đông đang tăng bầy đàn, chỉ bán thịt dê đực với giá thị trường từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Đàn dê của mình nói chung là phát triển rất tốt, với mình mua giống về là toàn là con lớn không à. Thành thử ra là bầy đàn tăng rất nhanh. Nuôi là mục đích của mình là coi như là để sử dụng cái nguồn phân để mình bổ sung cho vườn thôi. Bà con nào mà muốn nuôi thì tới mình cũng vẫn chia sẻ kỹ thuật với mình, chia sẻ con giống luôn. Kết quả bước đầu mang lại cho bà con rất phấn khởi về cái thu nhập kinh tế. Nhìn mà chung thì bà con nay là cũng khá giả. Đặc điểm như là cái hộ anh Nguyễn Dương Quý, hộ Nguyễn Hành Lân vừa qua cũng là xóa được cái hộ càng nghèo, những nghèo như hộ chú Ba Tấn đây thì thu nhập cũng 2 năm cũng trên 100 triệu đồng. Thời gian qua, nhờ các cấp hội nông dân huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ về vốn con giống kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nên đến nay tại xã Nhân Ái đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi dê sinh sản với sự tham gia của 25 thành viên, qua đó tạo thuận lợi cho bà con phát triển chăn nuôi dê gắn với phát triển kinh tế vườn cho thu nhập cao.